Lần đầu tiên cho em nó nổ máy nha anh em. Được chưa? Bơm xăng tròn chưa? Qua chưa? Không, nó lên tới ấy chưa? Không, vừa qua là được rồi, vừa tới là được rồi. Rồi rồi được rồi. Cho nó tiếng nổ anh em ơi. Tới đây thôi nha. Ngày mai sẽ có clip cho em nó test thử với thực tế nha anh em. Còn bây giờ thì chỉ vậy thôi. Ba thằng anh em ơi, ba thằng mỗi mấy triệu nổi.